đạt đạo cùng quả A La Hán. Attha Purisa Bhuggala, tăng nếu đếm chiếc thì có 8 bậc. Tăng đã đạt đạo tu đà quần, tăng đã đạt quả tu đà quần, tăng đã đạt đạo tư đà hàm, tăng đã đạt quả tư đà hàm. Tăng đã đạt đạo A Na Hàm, tăng đã đạt quả A Na Hàm, tăng đã đạt đạo A La Hán, tăng đã đạt quả A La Hán. Ê sa pha ga wa to sa wa ca sang kho, chư tăng ấy lạc bậc thinh văn đệ tử Phật. A hồ này vô, các ngài đáng thọ lãnh bốn món vật dụng của tinh thí ở phương xa đem đến dân cúng cho những người có giới hạnh. Ba hồ này vô, các ngài đáng thọ lãnh của tinh thí mà họ dành để cho thân nguyện cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dân cúng cho các ngài. Đặc khi này vô, các ngài đáng thọ lãnh của tinh thí tinh lý nhân quả đem đến dân cúng. Anh cha li ca ra ni vô, các ngài đảng cho chúng sanh lễ bái. A nu ta rằng quân nhắc khét tăng lộ cát xa, các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kiệt. Nát thi mê sa ra năng anh nhân, sang khổ mê sa ra năng quá răng. Ê tê na sách cha quách chê na hồ tu mê cha gia mạng ra lăng, chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quỷ bảo, nên con phải lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Quanh đà mi chê ti văn sập bằng sập bát thà nê sô ba tích thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thiền bụt đà ru bằng sa ca lăng sa đà. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi Đại Thọ Bồ Đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Thế Tôn lại dạy tọa tượng, năm điều quán tượng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lục qua canh tạng. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tự sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả bào phận minh kết thành. Sắp bê sát ta á quê ra hòn tu su khi ta hòn tu nít đúc khả hòn tu áp giả bách cha hòn tu á ni khả hòn tu đi khả du khả hòn tu á rô gà hòn tu sâm bạc tì hi sa mít chành tu su khi á ta năng ba ri ha rành tu đúc khắp bát ta chất đúc khả pha dập bát ta cha nít pha già sô khắp bát ta cha nít sô ca hòn tu sắp bề đi bà ni nô. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ. Hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, xin đọc rằng cùng với Metta Tát Bạch.
xin thọ trì quý giới á. U ca sa ma yang phạn tê quy sung quy sung rakhanatha yati sarane nasaha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Tu ti dầm bi ma dằn phàn tê quy sung quy sung rakhanatha yati sarane nasaha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhị, ta ti dầm bi ma dằn phàn tê quy sung rakhanatha yati sarane nasaha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, nam mô tát sa bà ga va tô a ra ha tô sam ma sam bụt đà sa. Nam mô tát sa bà ga va tô a ra ha tô sam ma sam bụt đà sa. Nam mô tát sa bà ga va tô a ra ha tô sam ma sam bụt đà sa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagawa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagawa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagawa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng chứng được quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bụt thằng sa ra nàng gách trà mi thăm mạng sa ra nàng gách trà mi sang khẳng sa ra nàng gà mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Tu ti dầm bi bút thằng sa ra nàng gách trà mi. Tu ti dầm bi thăm mạng sa ra nàng gách trà mi. Tu ti dầm bi sáng khẳng sa ra nàng gách trà mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Ta ti dầm bi bút thằng sa ra nàng gách trà mi. Ta ti dầm bi thăm mạng sa ra nàng gách trà mi. Ta ti dầm bi sáng khẳng sa ra nàng gách trà mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Bà na ti bà ta quê ra ma ni sức ca bà đăng sa ma đi dạ mi. Con xin vân dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A định na đa na quê ra ma ni sức ca bà đăng sa ma đi dạ mi. Con xin vân dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mít dạ cha ra quê na ma ni sức khả ba đăng sa ma đi dạ mi. Con xin vân dự điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mụ sa qua đa quê na ma ni sức khả ba đăng sa ma đi dạ mi. Con xin vân dự điều học là cố ý xa sự nói dối. Su ra mê ra ya mắt chấp ba ma đắc thà na
Quê Đa Ma Ni Xích Kha Ma Đăng Sa Ma Đi Gia Mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất sai. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giải thoát nhập Niết Bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy nên chúng con cố gắng thọ trì giới luật và giữ gìn trong sạch, không để lẫm nhơ. Utta mạng ghề na hoàn đề hàng bà đa bằng sùm qua rút ta mạng bút thị vô khá li tổ đô sô bút thô khá ma tu tăng ma mạng. Con đem mắt lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Utta mạng ghề na hoàn đề hàng thăm mạnh cha đu quy thằng qua rằng thăm mẹ vô kha li tổ đồ sô thăm mộ kha ma tu tăng ma mạng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Utta mạng ghề na hoàn đề hằng sanh khành cha đu quy đô ta mạng sanh khệ vô kha li tổ đô sô sanh khô kha ma tu tăng ma mạng. Con đem mắt lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thành tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. A ca sát tha cha phum ma tha đề hoa na ga mất thi ca bụn nhận nô án ô mô đành tu chi rằng rắc hành tu xa xa năng. A ca sát tha cha phum ma tha đề hoa na ga mất thi ca bụn nhận nô án ô mô đành tu chi rằng rắc hành tu nô ga rô. A ca sát tha cha phum ma tha đề hoa na ga mất thi ca bụn nhận nô án ô mô đành tu chi rằng rắc hành tu nhà ta vô. A ca sát tha cha phum ma tha đề hoa na ga mất thi ca bụn nhận nô án ô mô đành tu chi rằng rắc hành tu ba ni nô. A ca sát tha cha phum ma tha đề hoa na ga mất thi ca bụn nhận nô án ô mô đành tu chi rằng rắc hành tu nô sa đà. Thiên trên hư không địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều lòng vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con quy tụ đạo màu tu hành tinh tận ngọ hầu vô sanh. Văn kinh chí cú sa la cấm mạng kết tập bằng kỳ ri văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng dê sát ta san nhi nô tạch thi dê cha sát ta a san nhi nô ca tăng quân nhá pha lăng mây hằng sắp bê pha ghi pha hoàn tu tê về tăng ca tăng su tăng đinh năng bù nhã pha lăng ma già về cha tát tha na cha nan ti đề qua gần tòa ni quê đa dùm sắp bề lô cầm hi về sát ta chi quan ta ra hê tu ca
ma nhun năng phô cha năng sập bề la phạn tu ma ma chê tha sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước bảo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đau lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà. Chữ thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phật có hồi hưởng dân quan, chúng sanh hay biệt, hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu. Xin cùng thiên chủng định hầu mạch ngay, có người làm phước được rài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quỷ, ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng. Vậy nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xỉnh thâu phước báo cũng dường hòa thành thực phẩm, mùi hương thỏa lòng. Karani yamat thakusale na yang tang sang tang ba đan afisa mek cha sắc khổ u chu cha su va chu chặt sa mu đô anati ma đi sang tu sa cô cha su pha ro cha ba kích chu cha san la hu ca vut ti sang tin ri yo Chani ba cô cha ba ga phô cú lê su anano gít thô na cha khuất đằng sa ma cha rê kinh chi dê na huynh nhô ba rê u ba qua đầy dùng su khi nô qua kê mi nô hòn tu sắp bê sắp ta pha hoành tu su khi tắt ta dê kê chi ba na phu tắt thi ta sa qua tha qua ra qua anato qua xê xa đi kha qua dê ma anh ta qua mạch chi ma rạch xa ca anu ca thù la địch tha qua dê qua địch tha dê cha đu rê qua sanh ti a quy đu rê phụ ta qua sâm phá quê si qua sập bê sập ta phá hoành tu su khi tách ta na ba rô ba rằng ni khúc bề tha nhà ti mình nhề tha cách tha chi năng cách chi già rô sa na ba ti kha sanh nhà nành nhà mình nhạt sa đục kha mịch chày gia ma ta gia tha ni dằng bụt tăng a du sa ê ca bụt ta ma nu rắc khê ê quầm bị sắp ba phù tề su ma na sang pha hoa dê a ba ri ma năng mét tình cha sắp ba lô ca mình ma na sang pha hoa dê a ba ri ma năng út thằng a thô cha ti ri dành cha a sâm ba thằng a quê răng a sa bát thằng tịch thằng cha rằng ni sinh nô hoa sa gia nô hoa gia hoa tát sa quy gà ta mít thô ê tăng a tình a thích thầy gia brahm a mê tăng quy hà rằng ý tha mà hô địch thình cha anu ba gầm ma si la hoa đạt sa nề na sâm bàn nô cà mê su quy này gia ghê thằng nay trà tu gấp phá xây dân bu na rê thì tê y đằng qua ta mê buồn nhân a sa quát ca già qua hàng hồ tu. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là mõn duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Và con đã xong phần lễ bái tam bảo và thọ trì quỷ giới. Kính cảm ơn tất cả đạo tràng cùng với mặt ta đã lễ bái tam bảo và thọ trì quý giới. Và bây giờ thì mặt ta xin nhường mic lại cho cô Nhật Quỳnh.
Dạ sa thú, cảm ơn chị Mạch Ta. Dạ Nam Mô Bích Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ cảm ơn chị Mạch Ta cho nhật mình biết được tín hiệu. Cảm ơn Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Thanh cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị. Dạ, Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn chị Meta đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Thượng Tọa Pháp Thanh giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sam Kha. Nam Mô Ta Sa Pa Ga Va To Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam Mô Ta Sa Pa Ga Va To Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam Mô Ta Sa Pa Ga Va To Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mộng đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành dậy. Tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngập ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Viết lầm mở đạo dạy đời, nhắm hương lọc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăn thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp hoài đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam Mô Bích Tha Giá. Hôm nay đạo tràng chúng ta sẽ được học kinh Tương Ưng chương 1, Tương Ưng Chư Thiên phẩm 2, Vườn Hoa Quan Hỷ, bài 2 La Mã Vui Thích. Vui Thích đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Cha đối với con Vui Thích, chủ với bò Vui Thích, người sanh y Vui Thích, không sanh y không vui. Thế Tôn, cha đối với con sầu muộn, chủ đối với bò sầu muộn, người sanh y sầu muộn, không sanh y không sầu. Nam Mô Bích Tha Giá. Đã bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ sư có nghe được âm thanh của con, sư cho con xin một tín hiệu bạch sư. Dạ Nhật Quỳnh kính chúc đội tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sằng Ca Giá. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng. Kính chào cả quý tục nữ và quý Phật tử.
Và trước khi vào thời chia sẻ Phật pháp thì chúng ta lắng tâm thanh tịnh, hướng về Tam Bảo làm lễ một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đến vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã cải gãy bánh xe sanh tử luân hồi, thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo là phương lương dược ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng, Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Cho phước báo tán dương ân đức Tăng Bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang, kính chúc quý tu nữ và quý Phật tử khỏe mạnh an vui tu tập, tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bố Tha Giá. Và cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bóp bài và đã đọc cái phần chánh kinh. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái trong cái câu thứ hai U Thích thì cái lời nói của cái vị chư thiên là gì? Nói những cái ham thích ở của chúng sanh ở trong thế gian. Rồi cái đoạn thứ hai là lời dạy của Đức Phật. Thì hai cái chữ vui thích thôi thì nó đã nói lên cái nghĩa ở trong đời sống đó. Thì chúng ta gì? Đi tìm kiếm, đi tìm kiếm những cái gì mà mình mong cầu. Thì chúng ta vui thích với những cái gì mà mình mong muốn. Người nam thì mong muốn được tài sản, danh vọng, địa vị. Rồi cái người nữ đó, thì sao? Mong muốn được sống cùng với cái người mà mình thích. Thấy sao? Chúng ta sống ở trong cái luyến ái, sống trong cái ái dục của trần tục, để thỏa mãn những cái thú vui của thế gian. Rồi chúng ta chìm đắm trong đó. Thì quý vị thấy rằng ở đời thì sao? Khi mà chúng ta có gia đình, có gia đình rồi mà có được một người con, con trai con gái gì không biết, nhưng mà khi có được một đứa con rồi đó thì chúng ta thấy là cảm thấy rất là hạnh phúc. Khi mà giả dụ như trong một gia đình, cái này thì quý vị suy nghĩ rằng nó thực tế trong đời sống, khi trong gia đình có một đứa con, khi đứa con này nó còn nhỏ, nó đi học thì sao? Cái người cha người mẹ ở nhà, trong đến cái giờ mà tan học con nó về, khi mà
đang ở, người cha người mẹ đang ở trong nhà đó, mà chỉ cần nghe cái tiếng nói dằn dặn của đứa con đi học về đó, là cảm thấy vui rồi, vui thích rồi. À, rồi sao bắt đầu ở trong tâm suy nghĩ là nếu mà bây giờ đứa con mà nó về, mình được ôm nó rồi mình hôn nó, thế này thế kia, cái tưởng của mình nó vẽ ra, mình thích thú, mình sống với cái niềm vui đó. Đó là nói về cái người mà có cái niềm vui, mong muốn có con, và khi mà đạt được đứa con là có sống với cái niềm vui thích. Rồi một cái người nông dân, cái người nông dân nhá, thì sao? Họ làm công việc đồng áng, họ mong muốn có được một cái con bò. Tại vì xưa thì khi mà có con bò đó là nó sẽ là một cái người bạn đồng hành, nó gánh vác những cái công việc nặng nhọc, đỡ đần cho cái người nông dân. Cho nên là khi mà cái người nông dân, người làm ruộng mà có được, sở hữu được một cái con bò đó thì rất là vui thích. Những cái gì mà nặng nhọc chất lên lưng nó, mình khỏi phải mang vác, mình khỏi phải làm những cái công việc mà khó khăn nặng nhọc, có con bò nó gánh vác đó. Cho nên là cái người nông dân á thì ham thích, mong muốn có được một cái người bạn đồng hành để mà gánh vác đỡ đần cho mình. Khi mà có được con bò là rất là vui. Rồi với những chúng sanh á, với chúng sanh mà còn ham thích thế gian, thì cái sự tái sanh trở lại đó, nó là cái niềm vui. Quý vị thấy rằng cái thời kỳ Đức Phật có một cái đôi vợ chồng già, ngoài là 90 tuổi rồi, nhưng mà do cái luyến ái trong nhiều đời nhiều kiếp, mà cái duyên hai ông bà này cũng đã trải qua một cái thời gian nhiều kiếp sống là cha là mẹ của Bồ Tát, cho nên cái tâm luyến ái đó nó rất là mạnh, rất là sâu đậm. Thì khi mà gặp được Đức Thế Tôn thì hai ông bà này mới do cái tình thương luyến ái trong nhiều đời nhiều kiếp, khi mà gặp Đức Thế Tôn rồi thì tự nhiên hai ông bà buộc miệng lên kêu: "Này con ơi, con đi đâu lâu quá mà không về thăm viếng cha mẹ." Thì khi mà nghe như vậy á, chư tỳ khưu mà đi theo với Đức Phật đó, thì mấy vị này vô cùng ngạc nhiên. Rồi Đức Thế Tôn cũng vui vẻ hoan hỷ nói chuyện. Sau khi mà làm cho cái nội tâm ông bà này mà an tịnh trở lại rồi đó, thì Đức Phật thuyết pháp an trú cho hai ông bà vào cái quả vị Tu La Hoàn. Mặc dù là trở thành bậc thánh hữu học rồi, nhưng cái tâm luyến ái đó còn rất là mạnh. Vì hai ông bà này đó trải qua rất nhiều đời nhiều kiếp là đã là vợ chồng với nhau rồi. Thì cái ông á mới hỏi Đức Thế Tôn, nói: "Bạch Đức Thế Tôn,
À, mặc dù là chúng con đã già lớn tuổi sống với nhau rất là lâu, nhưng mà chưa hề có một cái sự bất hòa, chưa có nói một tiếng gì để mà làm người khác, người vợ mình hay người chồng mình đó là khó chịu. Chúng con sống với nhau rất là hòa thuận. Như vậy á, nếu mà chúng con á, muốn gặp nhau á, ở trong những kiếp sống tương lai thì phải làm như thế nào? Thì nhân đó, đó thì Đức Phật đã giải thích về những cái pháp có thể để gặp nhau trong tương lai. Nếu mà mình có cái sự quyến luyến, mình thương mến thì mình thực hành những cái pháp này thì sẽ gặp nhau trong những cái kiếp tương lai. Hay sao? Đồng giới, tức là hai người cùng thọ trì gìn giữ những cái học giới giống nhau. Người này thọ trì ngũ giới thì người này cũng phải gìn giữ thọ trì ngũ giới. Người này gìn giữ thọ trì bát quan trai giới thì người kia cũng phải gìn giữ thọ trì bát quan trai giới. Rồi cái người này làm những cái thiện sự như là bố thí thì cái người này cũng phải cùng làm cùng làm với những cái thiện sự đó. Rồi nếu mà người này tu thiền định thì cái người này cũng phải tu thiền định. Rồi cái người này mà cung kính phục vụ thính pháp rồi đó thì cái người này á cũng phải làm giống như nhau để có phước cùng nhau. Thì quý vị thấy rằng á, khi mà hai người tạo trữ cái công đức phước báo với nhau đó thì nó sẽ gặp nhau ở trong tương lai. Còn bây giờ mà một người chồng hoặc một người vợ mà thích đi chùa, thích tạo phước, người vợ thì giữ ngũ giới bát quan trai giới, còn người chồng thì không có giữ, thì như vậy đó, cái phước nó không đồng đẳng nhau, cái phước nó không đồng đẳng nhau thì nó sẽ không gặp nhau. Cho nên á là khi mà cái niềm vui á ở trong thế gian là gì, được tái sanh trở lại, được gặp cái ngà lại cái người mà mình thích, mình thương yêu, là cái niềm vui, là cái mong muốn. Ngược lại, nếu mà bây giờ mình không có tái sanh rồi không gặp được những cái người mà mình mong muốn đó, thì nó không vui. Đó là cái suy nghĩ của phàm nhân, của thế gian. Nhưng mà sao? Chúng ta mới thấy rằng là khi mà có con, Đức Phật nói không? Một cái thân ngũ quẩn và một cái khổ, mà bây giờ có thêm một cái thân ngũ quẩn kế bên là hai cái khổ. Rồi hai cái thân ngũ quẩn này tạo thêm những cái thân ngũ quẩn nhỏ nhỏ kế tiếp thì cái sự khổ nó càng nhân lên, chứ không lợi ích gì hết, thấy không? Hai cái thân ngũ quẩn là nó đã khổ rồi, sống một mình không muốn, muốn phải có người bạn đời. Thì ở trong cái câu chuyện mà của bên Thiên Chúa đó, thì Đức Chúa Trời mới tạo ra Eva cho Adam. Thì hai ba bữa Adam chịu không nổi, đem Eva lại trả cho Chúa, nói thôi bây giờ Chúa lấy cái bà này lại đi, có bà này tôi chịu không nổi.
Xong cái bắt đầu đem Eva trả cho Chúa. Hai ba ngày sau lại năn nỉ Chúa, thôi bây giờ Chúa cho con sinh lại đi, bây giờ có bà này thì cũng khổ mà không có bà này thì nó cũng khổ, thôi bây giờ Chúa cho con sinh Eva trở lại nào. Thành ra đó, ở trong đời sống chúng ta sống với cái tầm luyến ái, phải có những cái người gần gũi mình, thế này thế khác, nó mới cảm thấy vui hạnh phúc. Nhưng mà sao, đâu có ai mà giống ai. Có nhiều khi người thì thích ăn mặn, gặp người kia thì thích ăn chua là bắt đầu có chuyện. Người thích ăn ngọt mà người thích gì ăn mặn là có chuyện đó. Cho nên á là hả, mà có là bắt đầu có thêm những cái phiền não. Tại vì á, nếu mà chúng ta không ai chịu ai thì bắt đầu những cái phiền não nó sẽ sanh khởi. Cho nên á, trong thế gian á thì ta nói sao, có con đông là có phước à, mà phước đâu không thấy, phải nay lưng đi làm quần quật để lo cho con. Mà nếu mà cái người mà có phước á, gặp những cái đứa con mà nó biết lo ăn học, rồi nó biết lo làm lụng nghề nghiệp để có cái tương lai á, thì còn đỡ. Những cái người mà nặng nghiệp á, phải trả nợ cho con cái, làm việc quần quật, phải phục vụ cho nó, lo cho nó, mà nhiều khi á, là còn bị nó mắng nhiếc, nó xài xẻ, đưa không đủ tiền cho nó xài là nó cũng nói, nó cũng cự, nó có khi nó chửi, nó la, nó mắng. Lo những cái món ăn cho nó, già rồi cắt ca cắt củng, lo đi chợ nấu nướng, lo cho nó ăn, nhưng mà không hợp khẩu vị nó, nó về nó trề, nó nhúng chê, nó thế này thế khác đủ thứ nào. Rồi đó. Rồi chưa kể là khi mà nó có con có cái rồi, nó đem về nó giàu đó, là mình phải nuôi nấng, nuôi con đã, rồi bây giờ phải nuôi cháu, lo cho con đã, bây giờ phải lo cho cháu. Thành ra đó, chúng ta không thấy cái đó là cái khổ. Rồi nghĩ là có con bò để phụ sự với mình, nó cày ruộng, rồi nó kéo xe, chuyên chở những cái vật mà nặng nhọc. Bây giờ gặp con bò, mua con bò về mà nó bệnh hoạn, thì phải sao, nó đỡ đần cho mình đâu, thấy bây giờ phải chạy mà thuốc men để lo cho nó, đặng cho nó ấy nữa. Rồi cái tiền mà mình vay tiền vay bạc để mà mình mua con bò, bây giờ mình phải nài lưng ra mua nó về, chẳng những nó không giúp ích gì được, nó nằm một đống rồi đó, rồi bây giờ mình phải nài lưng ra mình làm để mình trả nợ. Có phải cái khổ chồng chất không? Mình tính là vui nhưng mà khổ mà. Rồi khi mà nghĩ là mình được tái sanh vậy là vui, là hạnh phúc. Nhưng mà tái sanh ở những cái cảnh chư thiên, hay là tái sanh lên làm người mà nếu mà có được tài sản rồi thì cũng đỡ đi. Còn gặp mà tái sanh lại làm loài súc sanh, hay là rơi vào những cái khổ cảnh, thì cái khổ nhân lên gấp trăm gấp ngàn lần. Cho nên là đối với các bậc thánh thì khi mà đã đoạn trừ tất cả những cái nhân, những cái mầm mống để tái sanh,
là sẽ không còn khổ nữa. À, sanh y, sanh y ở đây là cái gì? Là những cái nhân, à, cái nhân để mà tái sanh trở lại. À, thì quý vị biết rằng á, nghiệp trắng thì cho quả trắng, mà nghiệp đen thì cho quả đen. À, nghiệp có đen có trắng thì cho quả có trắng có đen, mà nghiệp mà không đen không trắng thì sẽ không cho quả. À, chỉ có các bậc thánh lậu tận, à, thì các ngài mới có cái nghiệp là không trắng cũng không đen. À, tại vì tất cả những cái nguyên nhân tái sanh đã được đoạn trừ, chấm dứt hoàn toàn. Cho nên là các ngài sau khi thân hoại mạng chung sẽ chấm dứt, không còn tái sanh ở thế gian này nữa. Đó. Thì như vậy thì sẽ không còn khổ đau. À, thì đó là trong cái phần chánh kinh, cái lời dạy của Đức Phật đối với cái câu hỏi của vị chư thiên. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đó, nếu mà quý vị học qua cái thập nhị nhân duyên thì cái căn cội nguồn gốc mà của cái đời sống thế gian này là cái gì? Là vô minh và ái. Vô minh và ái nói theo gì diệu pháp, xin lỗi, nói theo thập nhị nhân duyên. Còn nói theo di diệu pháp á, là gì? Là si mê và tham. Thành ra đó, cái hai cái này nó là cái rễ cọc. Mà chỉ khi nào đạt đến cái thánh tứ quả, thánh vô lậu, thì mới đào bứng tận gốc rễ của cái căn cội của cái cây này mà thôi. Cho nên á, chúng ta thấy rằng á, người cũng vậy, mà các cái loài thú ấy, chúng ta sống ở trong cái sự khổ, nhưng mà chúng ta vui thích quan hỷ trong cái khổ. Khi mà vừa lớn lên thì mong cầu cái tưởng của mình nó vẽ vời ra là có được một cái người mà người nam thì vẽ vời ra có cái người nữ như thế này thế này thế này, sẽ là một cái đời sống hạnh phúc. Người nữ thì bây giờ phải tìm gặp một cái anh thanh niên, một cái chàng trai là phải như thế này thế này thế này thế này, thì sẽ là hạnh phúc. Rồi gia đình phải như thế này thế này thế này thì được hạnh phúc. Rồi nếu mà những cái người nam người nữ này mà ở những cái trong những cái gia đình đó, mà nó không có được hạnh phúc đó, thì tự nhủ là không có đâu. Khi mà tôi lập gia đình rồi đó thì không có cái trường hợp mà như thế này xảy ra đâu. Tôi sẽ cố gắng làm thế này thế kia thế nọ để cho gia đình được hạnh phúc nha. Nhưng mà sao? Tất cả các pháp mình không thể điều khiển được nó. Cái tưởng thì lúc nào nó cũng vẽ ra cái bức tranh rất là đẹp. Nhưng thực tế của cuộc đời thì nó đầy rẫy những cái khổ đau. Cho nên là khi mà đối diện với thực tế rồi thì mình thấy là không có gì giống như mình mong muốn vậy. Hồi đó tôi tưởng nó vậy, ai dè nó vậy. Hồi đó tôi tưởng nó là em vui vẻ lắm, chứ tôi đâu biết nó khổ vậy. Nếu mà tôi biết nó khổ vậy thì tôi đâu có tạo ra làm chi, không?
Nhưng mà tạo một đứa con đã khổ rồi, nhưng mà rồi tạo tiếp đứa thứ hai, đứa thứ ba. Thành ra đó, khi mà chúng ta khổ đau đó thì ngồi buồn rầu khóc lóc. Nhưng mà khi mà cái khổ đau mà nó tạm thời lắm, dịu điểm nó quên đi, quên đi, rồi say đắm lại trong cái dục trần của thế gian. Thì quý vị thấy rằng á, mấy cái con thú cũng vậy đó. Quý vị coi mà cái đời sống của các cái loài mà động vật vậy, hồi mà nó bị cái con sư tử, con cọp, con báo rồi nó dí thì chạy, chạy trốn chết, chạy để thoát cái chết. Nhưng mà khi mà thoát được cái chết rồi thì nó quên đi, quên đi cái sự khổ. Thay vì phải tiếp tục chạy cho xa để tránh, nhưng mà không có, thấy ngoài tầm cái chết rồi đó. Khi mà con sư tử, con hổ, con báo mà nó không còn lãng vãng gần bên thì tự nhiên tung tăng ăn cỏ rồi trở lại vui vẻ rồi như bình thường, không có chuyện gì xảy ra, thấy không? Thành ra đó, cái vô minh, cái vô minh nó che đậy làm chúng ta không có thấy được cái khổ. Cái khổ mà mình cho là vui thích, chính vì cái vui thích này này, cái luyến ái này nó quá mạnh đi, do cái vô minh nó che án, nó mê mờ, chúng ta chỉ thấy được cạn cợt cái bên ngoài, cái đời sống thế tục theo cái chế định của thế gian thôi. Mình không thấy được, mình không vượt qua được, thấy rõ được cái thực tướng của cái đời sống. Cho nên Đức Phật nói rằng chúng ta giống như là vui thú trong cái khổ đau, rồi chúng ta cứ mãi xuôi ngược ở cái bờ bên này, mặc dù biết là qua bờ bên kia đó thì nó sẽ thoát khỏi những cái khổ đau, nhưng mà sao chúng ta sợ, sợ xuống bơi không nổi, thế này thế khác vẽ dời ra đủ thứ sợ hết, để mà thà ở bên này khổ đau, rồi than khóc rồi này kia nọ, nhưng mà bây giờ mà vượt qua bờ bên kia thì không dám. Cho nên Đức Phật mới dạy cái câu pháp cú kinh, đa số chúng sanh xuôi ngược bờ bên này, rất ít người được tới bờ bên kia, giống như chim mà thoát khỏi lưới, rất là ít, hiểu vậy. Có một câu chuyện, bây giờ cái con chuột này nè, con chuột nó hằng ngày nó đi kiếm ăn vất vả quá, thì nó thấy, nó biết có một cái kho lúa, có cái khe, mà muốn mà bây giờ hiện tại thì cái thân nó lớn quá, nó không có chui qua cái khe nó được, thì nó phải ráng, nó ráng nó nhịn đói mấy ngày cho cái thân nó ốm, nó nhỏ lại để nó chui qua cái khe đó. Thì khi mà nó chui qua cái khe đó rồi, nó vô cái kho lúa đó, bắt đầu nó ăn cho thỏa thích, ăn cho đã. Thì khi mà ăn đã rồi đó mà bị giam hãm ở trong cái kho thì đâu có gì vui. Ở đây thì có được ăn thôi, chứ không được chạy nhảy tung tăng rồi này kia nọ ở ngoài đồng trống gió mát trăng thanh rồi này kia nọ. Cho nên là bây giờ nó phải nghĩ cách, nó nghĩ cách làm sao bây giờ phải ra được, mà bây giờ muốn ra đó thì phải nhịn đói.
nhịn đói, nhịn bữa hai bữa. Nhưng mà bây giờ mà ở trong kho lúa mà nhịn đói thì đâu có chịu nổi, cho nên nhịn bữa hai bữa rồi chịu nổi, phải ăn. Phải ăn, mà ăn thì bị trói buộc ở ở trong cái bị giam hãm ở trong cái kho lúa đó. Rồi câu chuyện nữa là những cái con thú mà nó ở trong cái đoàn xiếc. À thì quý vị thấy rằng là những cái con thú như là con sư tử, con hổ, con báo, con gấu, à con voi rồi đó, ở ngoài rừng nữa, mà khi mà mình gặp nó là mình phải sợ gần chết à. Ha. Nhưng mà sao khi mà tham mồi, à bị những cái người thợ săn bẫy được, à đem về bán cho cái những cái đoàn xiếc, à thì sao, à bây giờ vô tay của những cái người này rồi, họ huấn luyện sao, à họ dùng roi đòn, họ đánh đập, à họ bò đói. À bây giờ nếu mà nó sai khiến, nó cầm cái roi nó biểu điều khiển mà không làm là nó đánh, à nó bỏ đói chứ. À còn hả làm á thì nó cho ăn, à nó cho ăn xong xong là bắt đầu nó tập, nó tập cho nghiện. À mỗi lần mà làm được á là bắt đầu nó cho ăn chút mà cần sa, à cho nghiện đi, à để nó dễ điều khiển. À thành ra đó chúng ta cũng vậy. À hồi đầu gì đói ham muốn có được cái ăn, cho nên ráng nhịn đói để chui qua cái khe. À rồi khi mà có ăn rồi thì bị giam hãm, thì buồn rầu, à muốn thoát ra. Nhưng mà bây giờ á cái luyến ái nó quá mạnh đi, nhịn đói không nổi, đang ở trong cái kho lúa mà bây giờ bắt nhịn đói sao chịu nổi. À rồi hay là những cái con thú á, à ở ngoài rừng thì con sư tử, con cọp là uy phong cỡ nào, à nhưng mà khi mà bị vô trong gánh xiếc là sao, than thở nay xa cơ chịu nhục nhằn tù hãm, để làm trò ả mắt thứ đồ chơi, chịu ngang hàng cùng bầy gấu dở hơi, à với cặp báo chuồn bên vô tư lự. Nè thấy không, hồi xưa đó ở trong rừng đó thì uy phong lẫm liệt, nhưng mà bây giờ đó là vì có một chút mà tham luyến miếng mồi, bây giờ bị dính bẫy, à bị dính bẫy bây giờ phải chịu sự điều khiển của những cái người mà làm trò. Nè bây giờ mà không làm thì nó đánh, nè thấy không, cho nên đó là chúng ta đó chỉ vì một chút vui thú mà chúng ta bị trói buộc, à bị cột trói vào cái cổ máy sanh tử luân hồi khổ đau, à không ngừng nha. Thì bây giờ nếu mà cái con chuột bây giờ can đảm, à ráng cố gắng nhịn ăn cho cái cơ thể nó gầy ốm trở lại, sẽ chui qua cái khe, à để thoát ra ngoài. Hay là những cái anh khỉ ở trong đoàn xiếc bây giờ á, nếu mà mình biết lợi dụng mình sẽ thoát ra ngoài, thì mình khỏi phải chịu cái sự điều khiển của cái người làm trò. À còn hả bây giờ á, mình lệ thuộc, mình không muốn cực khổ đi tìm cái ăn. À bây giờ ở đây thì nó cho ăn uống đầy đủ, nhưng mà sao nó điều khiển mình, à ra mắc vô chạy xe đạp mày, là phải chạy xe đạp. À chổng mông lên mày, là phải chổng mông lên. À chắp tay chào thì phải chào,
Đó. Này, chúng ta chỉ vì một chút mà chúng ta phải chịu cái sự điều khiển. Thì bây giờ chúng ta cũng giống như cái con chuột mà ở trong kho thóc, hay là cũng giống như những cái con thú mà trong đồng xiếc vậy đó. Thì phải chịu cái sự điều khiển của ma dương. Nhưng mà bây giờ bỏ thoát ra thì vất vả quá, làm không nổi. Đức Phật đã chỉ cho mình cái con đường, cái phương pháp để mà mình thoát ra. Nhưng vì mình không nỗ lực thực hành. Bây giờ phải ráng mà nhịn đói vài bữa. Hồi đó nhịn ba, ở ngoài chui vô nhịn có ba bữa, nhưng mà ở trong mà chui ra đó phải nhịn 6-7 bữa. Tại vì hồi đó giờ ăn quá rồi, nó to sắp lên rồi, bây giờ muốn nó nhỏ rồi thì phải nhịn 4-5 bữa một tuần lễ. Nhưng mà sao nhịn không nổi. Nhịn mới có 2-3 bữa là nó cồn cào chứ không nói rồi, ăn trở lại. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng khi nào mà chúng ta vượt qua được tất cả những cái luyến ái, những cái tham muốn, thì chúng ta sẽ giải thoát. Con chuột thì thoát khỏi ra cái kho lúa để ra sống cái đời sống ngoài, tự do tung tăng ngắm trời cao đất rộng. Còn con khỉ mà nếu mà thoát được cái đòn xiếc trở về khu rừng thì tung tăng chạy nhảy hả. Nhưng mà sao bây giờ khổ quá, bây giờ nếu mà về trên rừng á thì phải khổ vất vả. Tại sao bây giờ lỡ nghiện nè, lỡ là những người này họ cho ăn ba cái mà cần sa đó, nghiện rồi giờ đi không được. Cho nên á là chính vì cái ăn, chính vì những cái chất gây sai gây nghiện mà nó trói buộc, rồi cái luyến ái quá mạnh, chúng ta không thể nào thoát ra được. Cho nên á Đức Phật đã dạy rồi, một đàn hạnh phúc thế gian, một con đường á vui thú nhưng mà nó đem đến cái khổ đau, vui thú của thế gian, ham thích trong trần cảnh, thỏa mãn dục lạc, sắc thinh vị, xúc, rồi một con đường tu tập để thoát ra, giải thoát, chấm dứt những cái khổ đau. Thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta những cái cách thức, những cái pháp môn để mà tu tập, mà chúng ta thực hành chưa có nỗ lực. Rồi sao? Là chúng ta cứ than, tu sao khó quá, rồi trời ơi tu vậy biết chừng nào là tôi mới đạt đến cái này cái khác. Thấy không, mình tu không có nỗ lực một cách là quyết liệt, cho nên là tu chơi chơi là nói nhau, tu lơi lơi mà vừa chơi vừa tụng. Thành ra làm sao mà nó có kết quả. Mình học thì mình không chịu nỗ lực, những cái bài nào dạy của thầy dạy mình không chịu học cho thuộc, rồi những cái bài tập thầy cho về nhà mình không làm, cứ là tối ngày chơi game, rồi đi chơi cùng cái bạn bè đi đâu này cái nọ, rồi tới kỳ thi rớt cái rồi ngồi đó than khóc. Còn cái người kia thì người ta nỗ lực, những bài học nào làm bài học
thì người ta về người ta học thuộc hết. Rồi những bài tập thì người ta làm đầy đủ hết. À, người ta phải chịu cực. À, không có ham chơi trong những cái trò vui. À, không có chơi game, không có xem phim, không có cái này thì khác. Người ta dành cái thời gian ra để người ta học. Cho nên khi mà tới kỳ thi thì ta có cái điểm cao, ta đậu. Đó. Cho nên là cái gì nó cũng, người ta nói ở thế gian á, không ai cho không ai cái gì. Đúng không? Bây giờ con chuột mà nó muốn no bụng, khỏi phải vất vả để đi tìm kiếm ở ngoài ruộng, thì chui vô cái kho. Chui vô kho ăn no rồi thì phải bị giam ở trong cái kho. Con khỉ ở ngoài phải vất vả đi tìm trái cây đồ ăn. Bây giờ làm biến mà vô trong đòn xiếc thì phải chịu sự điều khiển của cái người xiếc thú. Đó, cái quy luật như vậy. Phải đánh đổi. Bây giờ nếu mà chúng ta muốn thoát ra thì phải đánh đổi. Bây giờ phải con chuột thì phải ráng nhịn đói. Nhịn đói cho nó ốm, gầy, nó nhỏ lại để chui qua cái kẹt để thoát ra ngoài. Còn anh Khỉ thì bây giờ sao? Phải ráng tìm cách khi mà cái người trần thú mà nó sơ hở vượt thoát ra, trốn thoát ra để trở lại cái khu rừng của mình. Còn mà bây giờ sợ đi ra ngoài kiếm ăn vất vả rồi bị nó cho ăn ba cái cần sa, bây giờ nghiện rồi thì không nổi thì phải chịu sự điều khiển của người xiết. Cho nên á, khi mà chúng ta hiểu biết như vậy, bây giờ chúng ta phải ráng nỗ lực tu tập để mà diệt trừ bớt tất cả những cái phiền não. Khi mà chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập, từ từ chúng ta giảm thiểu những tham đắm, những cái vui thích ở trong vật dục của thế gian. Lần hồi chúng ta giảm thiểu để đến cái thoát ra, chúng ta không còn phục tùng, không còn chịu sự điều khiển của những cái phiền não nữa, thì chúng ta sẽ giải thoát. Còn tham đắm, còn mong cầu, còn mong muốn tái sanh, thì sẽ còn khổ. Khi nào mà chúng ta đoạn trừ được những cái nguyên nhân dẫn dắt đi tái sanh, chúng ta nỗ lực tu tập, đoạn trừ chấm dứt, đào bứng tận gốc rễ phiền não, thì khi mà không còn sanh thì không còn khổ. Đơn giản nha, chứ không có gì khó. Không còn sanh là không còn khổ, mà có sanh là có già, có bệnh, có chết, là những cái khổ của thế gian. Chỉ có cái con đường chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập theo cái lời dạy của Đức Phật, theo những cái phương pháp mà chính Ngài cũng phải thực hành những cái phương pháp đó. Bây giờ Ngài hướng dẫn, Ngài chỉ dạy cho chúng ta. Bây giờ nếu mà chúng ta nỗ lực thực hành, thì chúng ta sẽ đạt đến cái an vui. Còn nếu mà bây giờ chúng ta còn ham thích, còn vui thích, trong có gia đình, có con, có cái, có của cải, có tài sản, có địa vị, rồi còn ham thích trong cái tái sanh luân hồi, thì chúng ta sẽ trôi lăn trong dòng sinh tử. Chúng
ta còn quay cuồng ở trong cái cổ máy được điều khiển bởi ma dương, thì khi mà chúng ta còn trôi lăn trong sự khổ thì mình đừng có than. Bây giờ mình không chịu tu tập, chịu cố gắng nỗ lực, bây giờ không ai làm thế cái việc này cho chúng ta được, mà mỗi người phải tự nỗ lực, phải tự làm. Cho nên lời dạy của Đức Phật trong cái sự du thích này là nếu mà chúng ta sống theo đời sống thế tục, còn ham vui, thích thú ở trong trần cảnh thì chúng ta sẽ còn chịu đựng những cái khổ đau. Còn nếu mà chúng ta ghê sợ, ngao ngán, rồi muốn tìm cách để mà thoát ra, chúng ta đã từ lâu chúng ta sống ở trong thế gian này, chúng ta đã đắm nhiễm rồi, vừa đủ để ghê sợ, để vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để kinh tởm những cái trò vui giả tạo của thế gian. Chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực tu tập để đạt đến sự an vui và đoạn trừ tất cả những phiền não, chấm dứt sanh tử luân hồi. Qua cái lời dạy của Đức Phật trong Chánh Kinh, thì sư cũng xin giải thích, chia sẻ với quý vị đôi điều, những cái điều hiểu biết. Về phước báo này thì kính cầu mong chư Tôn Đức Phật Đại Ngang kính chúc quý tu nữ và quý Phật tử có thêm được những cái kiến thức, những hiểu biết để nỗ lực tu tập trong đời sống, để hướng đến con đường giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả an vui, nỗ lực tu tập. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui, hạnh phúc. Và bây giờ thì xin mời chư Tôn Đức cũng như quý vị trong đạo tràng cùng nhau chia sẻ, thảo luận thêm về cái lời Đức Phật dạy trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, con xin thay mặt đại chúng trong trung thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thành đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, vui thích. Dạ, dạ con thành kính đảnh lễ cung thỉnh sư dùng nước ở tỉnh thất hiện hữu. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, con không biết ngài Trí Đức có nghe được âm thanh con không. Dạ, ngài có thể cầm mic để thử mic thử không bình. Dạ, ngài chia sẻ đôi lời. Trong khi hôm qua ngài không có vào được đạo tràng, bây giờ con thấy ngài đã vào được rồi. Dạ, ngài có thể cầm mic được không ạ? Dạ, con cung thỉnh ngài Chí Đức ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài Chí Đức ạ. Dạ, ngài có nghe được âm thanh con không bệnh ngài? Ngài nghe được âm thanh con, ngài cho con xin một tín hiệu à. Dạ, chắc là ngài đang bận việc gì rồi, không thấy tín hiệu của ngài. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Mời đạo tràng có thể đưa ra câu hỏi trong bài học ngày hôm nay sư Pháp Thanh đã giảng dạy, và kính mời quý vị có thể đưa bàn tay lên hỏi ngài có những cái còn cái gì thắc mắc thì xin để thượng tọa Pháp Thanh giải thích thêm cho được rõ ràng ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, dạ, một lần nữa Nhục Quỳnh kính mời bàn tay quý vị ạ.
quý vị trong bài giảng của sư ngày hôm nay có điều chi thắc mắc không? Dạ, có điều chi chưa rõ thì kính mời quý vị có thể đưa bàn tay lên để hỏi để ngài trả lời ạ. Dạ, con thấy không có bàn tay đâu hết. Dạ, con cũng thỉnh sư dùng nước cho con hỏi một câu ạ. Dạ, kính chào Đắc Kỳ và trở lại với đạo tràng. Dạ, lúc nãy con nghe sư giảng, con ngồi con nghe mà con nghĩ tới thân con thôi là con cười. Dạ, biết là khổ. Dạ, con thấy ăn sư biết là khổ. Có con, có gia đình, rồi có cháu, nuôi con đã rồi nuôi cháu, rồi chuyện nọ chuyện kia tùm lum ta la. Dạ, bản thân con cũng vậy mà thân bằng quyến thuộc con cũng vậy. Dạ, con thấy mấy chị em của con cũng vậy. Dạ, thấy xong à, nó nhiều thứ khổ lắm. Cứ thỉnh thoảng gọi điện lại, chị ơi gì kia nọ. Dạ, thì thấy khổ quá. Nhưng mà nói bây giờ mình muốn thoát khổ mà mình tu tập, con thấy không dám. Dạ, bản thân con cũng vậy luôn. Dạ, không dám, giống như nãy sư nói vậy. Giống như con và giống như con chuột, hoặc là những con sư tử rồi, mắc bẫy rồi. Dạ, mắc bẫy rồi. Giờ mà nói thôi giờ mình rủ hết đi để mình đi tu, không dám. Dạ, sợ này sợ kia, sợ nọ, sợ đói, sợ khát, sợ đủ thứ chuyện hết rồi. Dạ, thì con kính bạch sư, sư chỉ cho con một cái cách nào mà mình tu nhẹ nhàng hơn chút không bạch sư? Dạ, tu nhẹ nhàng hơn chút, tức là mình không có phải gia ly khổ như quý ngài. Quý ngài thì dũng mãnh hơn, xuất gia thì coi như chấp nhận sự khổ để thổ. Còn như con rất là nhát, nhà con nhát lắm. Nên là sư có thể chỉ cho con cái cách nào nó nhẹ nhẹ chút không sư? Ngoài cái việc mình xuất gia ra thì mình làm cái việc gì nó có nhẹ hơn một chút không được không bạch sư? Dạ, con kính nhân mến đến sư chỉ dạy cho con ạ. Con muốn rất là muốn thoát khổ. Con biết là mình làm, con đã làm vợ làm mẹ rồi, làm bà rồi. Dạ, làm con làm cái vậy cũng thấy cái gì cũng khổ hết á. Nhưng mà làm con thì đỡ khổ một chút thôi. Dạ, nhưng mà rốt cuộc thì nhìn tới nhìn lui cái gì cũng khổ hết mà không dám thoát ra. Nhờ sư chỉ dạy dùm con cách nào thoát ra nhẹ nhẹ chút và sư. Dạ, con kính nhân mến đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sằng Gà giá. Kính lãnh lễ chư Tùng Đức, kính chào quý phụ nữ và quý Phật tử. Thì thật ra cái tâm phàm nhân á, mình á, thì ai cũng như ai không? Cái gì cũng sợ hết. Nếu mà mình vượt qua được cái sợ đó thì mình sẽ đạt được ha. Bây giờ quý vị thấy nè, cái con thiên nga đó, khi mà nó đẻ con đó thì nó phải kiếm những cái hốc, cái kẹt ở những cái hàng núi rất là cao. Vì sao? Tại vì nó sợ khi mà nó đi kiếm ăn á, những cái con đại bàng, những cái con mà diều hâu, nó sẽ tới nó ăn những cái trứng. Nó phải kiếm ăn để nó sống chứ. Cho nên đó là khi mà con của nó mà vừa bắt đầu lớn rồi đó, thì bắt đầu nó tập. Nó tập cho con nó phải vượt qua cái nỗi sợ hãi. Nó đứng ở đằng xa, nó kêu rí, con nó nghe bây giờ phải vượt qua cái nỗi sợ hãi, phải theo nó. Phải theo nó. Quý vị biết là có nhiều con á, từ ở tuốt ở trên những cái hang hốc ở trên cao á, nó té xuống. Có những khi nó chết. Nhưng mà những cái con mà còn lại đó, thì
thì nó sẽ vượt qua được cái nỗi sợ hãi, thì nó sẽ đi xuống dưới cái bờ sông, dưới những cái ao hồ, để bắt đầu tự lập, tự tìm tòi cái sự sống. Chính nhờ như vậy mà nó bắt đầu nó lớn lên, rồi nó tung tăng bay giữa trời cao biển rộng. Thành ra đó, mình đó, tại sao mình hồi đó giờ mình sống trong gia đình, lớn lên là được cha mẹ lo lắng, nuôi nấng quen rồi. Mình cứ sống mà giống như những con chim mà được mà chim cha chim mẹ tối ngày đi săn mớm mồi. Rồi bây giờ á cứ sợ hoài, không chịu đi tự lập, đi tìm kiếm cái sự sống. Thì sao? Mình cứ sợ hoài thì mình sẽ chết khô ở trong cái tổ đó. Cứ lẩn quẩn như vậy. Thành ra bây giờ á mình tu nó có nhiều phương pháp. Chứ không phải tất cả đều phải xuất gia hết. Thì cái tu đây là gì? Là mình phải thấy được những cái phiền não ở trong nội tâm chúng ta. Mỗi ngày mình làm giảm thiểu một chút. Mình làm giảm thiểu một chút để mình thoát ra, chứ không phải là cần phải cạo đầu trở thành tu nữ rồi này kia nọ, cạo đầu trở thành sư rồi mới là tu. Mà cái đây là Đức Phật dạy phiền não nó ngay chỗ nào thì mình phải sửa ngay chỗ đó, bệnh ngay chỗ nào mình trị ngay chỗ đó. Mình khổ đau đây là do cái phiền não ở trong nội tâm, chứ không phải là phiền não ở trong cái tóc, không phải là phiền não trong y phục, mà phải cạo đầu mà mặc y rồi mới là tu. Mà chúng ta phải sửa đổi ngay ở trong nội tâm ra. Bây giờ người cư sĩ tu thì cũng phải sửa đổi cái tâm, mà ông sư tu cũng phải sửa đổi cái tâm, mà không sửa đổi cái tâm là không phải là người tu. Thế thôi. Còn cái điều kiện tu, nếu mà mình người xuất gia thì cái điều kiện tu mình nó khác hơn chút. Nó dễ dàng, nó không còn vướng bận vào công việc trách nhiệm ở ngoài, ở trong gia đình. Nhưng mà sao? Khi mình ở chùa thì mình phải có trách nhiệm, có bổn phận với chùa, với hội chúng, thấy không? Đó, nó nói vậy. Thì thật sự ra mà nói, chính ngay bản thân sư mà khi mà sư từ giả chùa để mà đi về cái tỉnh thất này cũng vậy. Vì biết là khi mà sư về đây là lúc đó được mấy đứa em nó mua rồi đó, có cái nhà nhỏ nhỏ, nhà sập sệ, nó gần sập rồi. Mối mọt rồi nó ăn gần sập rồi. Rồi hồi đó giờ mình sống chung cộng trú, chung với tăng, mình được là Phật tử đồ hộ độ. Bây giờ mình tự lập, mình cũng sợ lắm chứ, sợ đủ thứ hết. Trời đất ơi, bây giờ mình không quen biết ai hết, rồi không ai hộ độ hết, làm sao mình sống nè. Rồi bây giờ mình về thì mình phải sử dụng, không xài điện, không xài nước làm sao được. Đó. Rồi bây giờ mình xài điện, xài nước, rồi bây giờ có tiền đâu mà trả. Nhưng mà sao? Sư mới nghĩ là bây giờ mọi việc nó sẽ có cách nó giải quyết hết. Cái phước báo mình ráng nỗ lực tu tập thì nó sẽ ổn hết thôi, chứ không có gì hết. Cho nên á là cái khi mà sư quyết định mà sư lên cái miếng giường này sẽ ở đó, thì gia đình sư, ông thân sư rồi mấy đứa em cũng phản đối kịch liệt. Lúc năm 2014 là sư bệnh rất là nặng. Phải nói lúc đó là
sư là mấp mé bên bờ của cái chết á. À, thành ra lúc đó là gia đình cũng phản đối rồi dữ lắm, nhưng mà suy nghĩ không sao hết. Nếu mà quả thật mà giờ nó chết đó, thì ở chùa cũng chết mà ở nhà cũng chết. Còn mà giờ mà nếu mà nó không chết đó, thì ở đâu cũng chết đó. Cho nên là sư mới nói với mấy đứa em lên dọn dẹp cho nó tương đối có cái được cái giường, có cái chỗ để nghỉ, đừng có mưa dột, đừng có ấy là được rồi. Đó, thành ra rồi cái sư cương quyết quá rồi cái bắt đầu ông già ông thân cho với mấy đứa em rồi cũng đành chịu lên quét dọn rồi người ta cũng còn để lại cái giường cũng còn để lại cái giường sọc sệ đó, rồi dọn dẹp rồi kia nọ, rồi nó tạo điều kiện rồi này kia nọ, cũng tạm tạm cũng an ổn. Rồi giờ sao lúc đó bệnh quá cái bắt đầu cái nhờ cái nhà kế bên có gì là mấy đứa em nó gửi tiền người ta mỗi ngày người ta hậu độ, người ta mua đồ người ta ăn, người ta nấu sao đem qua người ta hậu độ cho mình ăn vậy. Rồi lần thôi thì bắt đầu đó, rồi cái phước nó phát sanh rồi cũng có được một cái chỗ để mình thờ Phật, rồi có một chỗ để mà mình tu tập an ổn, vậy là được rồi. Thành ra đó chúng ta cứ sợ là chúng ta sẽ không có thực hành được cái gì hết, còn bây giờ mình cương quyết. Hồi đó giờ là mình hay bị dính mắc vào cái vấn đề nào nặng nhất thì mình sửa trước, mình sửa từ từ trước. Mình á là phải rập lề đầu đó là giờ giấc là phải nghiêm chỉnh, giờ nào ăn ăn giờ này kia nọ, ăn là phải đầy đủ gia vị, phải món này món kia, thích này thích nọ, thế kia thích nọ, phải đầy đủ. Thì bây giờ mình sửa bớt, mỗi ngày mình giảm chút, mỗi ngày mình giảm chút. Đó, hồi đó là quần áo là phải ủi thẳng hết, đi ra là phải nghĩa là thế này thế kia, giờ gãy cháu trời ơi lỡ cái áo nó có nhăn chút, đâu ai chê nói thì Quỳnh sáng nay mà đi ra đường không bận áo mà không ủi thẳng thốn để nó nhăn quá vậy, thấy không? Thành ra đó mỗi ngày mình giảm thiểu những cái dính mắc trong đời sống. Bây giờ là không phải không được tôi một ngày là phải ngủ đầy đủ 8 tiếng tới chừng nào mà mặt trời mọc lên là tôi mới đi ra ngoài được để thôi, mà còn mùi sương mà tôi ra ngoài cái nó bệnh tại sao mình cứ sợ ra ngoài cái là nhiễm sương nhiễm gió mình bệnh thì kia. Chứ sự thật ra đó cái gì nó cũng mấy tại vì cái thân ngũ quẩn này nè, mình cứ sợ rồi mình chăm chút nó, mình tỉa tốt, mình dung bồi nó quá, thành ra là nó làm eo làm sách. Chứ sự thật ra mình thả nó ra là ngoài rồi nó cũng có cách để nó sống vượt qua. Quý vị thấy không, Bồ Tát á là thái tử ở trong cung, có người hầu kẻ hạ, tiền hô hậu ủng, rồi tiện nghi rất là đầy đủ. Thì khi mà ngài lìa bỏ cung vàng điện ngọc, ngài đi vô rừng ngài tu, ngài cũng lúc đầu ngài cũng sợ chứ không chứ, nhưng mà chính nhờ ngài vượt qua được tất cả những cái sợ hãi đó, sợ bệnh tật, sợ sương gió, sợ không có được vật thực, rồi thế này thế khác, nhưng mà rồi thì sao? Chính nhờ vượt qua được những cái nỗi sợ ngại đó, ngài ráng cố gắng nỗ lực tu tập, ngài mới đến
Còn mình bây giờ cái gì mình cũng sợ hết. Ngủ thiếu một chút sợ, ngủ thiếu một chút sợ quá, sợ dậy rồi bắt đầu cũng bệnh. Mới vừa hơi cảm cảm cũng sợ, ăn mà ít chút là cũng sợ. Mình không dám thử nghiệm, thử một buổi chiều mình nhịn, mình không ăn, mình chỉ uống bí sữa, cũng được. Để gì? Để mình vượt qua được cái phiền não là cái ăn. Bây giờ tối nay mình thử thời mình ngủ trễ nửa tiếng, hoặc là mình dậy sớm hơn nửa tiếng. Lần hồi thì mình sẽ vượt qua được cái dính mắc vào cái ngủ nghỉ. Mình những cái thức ăn nào mình thích, giờ thử một ngày mình ăn cái những cái món nào mà mình không thích, coi mình có sống được không. Hồi đó giờ mình ghét nhất là cái ăn mắm, bây giờ thử thời mình ăn chút chút thôi, để mình ăn có cho nó mặn mặn để có, chứ không phải mình ăn như người ta. Mặc dù là hồi đó giờ mình không thích đó, nhưng mà bây giờ mình ráng ăn chút, để mình có được cái sự sống. Mình tập từ từ, đi từng bước từng bước từng bước. Bây giờ ngay mình bỏ những cái nhỏ, bố thí cũng vậy, đâu phải tự nhiên đụng cái mà mình làm mạnh mẽ được, mình cũng phải tập. Đầu tiên mình lấy những cái vật mà mình dư ra, mình không xài, mình thấy người ta cần mình đem ra mình cho bố thí. Những cái áo này nó còn mới, nhưng mà bây giờ mình không có sử dụng nữa, thôi mình đem mình cho người ta. Để gì? Để giảm thiểu cái sự tham muốn nó dính mắt. Chứ còn có người hả, trời đất ơi, vô nhà tới những cái đôi dép cũ, những cái đôi dài dép cũ gì mà trời đất, tôi nói một đống thấy sợ luôn, dính mắt không xài nữa, nhưng mà đem dục thì tiếc, cho người ta thì tiếc, không cho. Để đó chất đóng thấy mày sợ luôn. Nội mà dài dép kia nọ hả, mấy chục đôi. Sư về đi la mấy đứa em, mấy đứa cháu ở nhà cũng vậy, cái nào xài thì xài, cái nào không xài nữa thì hư cũ rồi theo dục đi, còn mấy thì cho người ta, cho người ta xài. Không tiếc cái gì mà không hiểu, cái những cái đôi dài mà nó học, nó mang hồi còn học trung học đó, tới giờ cũng còn để, kệ để đi. Để đó, cứ để đó riết và chấp đóng. Mà mình cũng thấy rằng chúng ta dính mắt từ những cái nhỏ này. Cái đôi dép cũ mình còn không dám dục, mình còn dính mắt, mình tiếc với cái đôi dép cũ thì làm sao mà mình dám đem những cái vật dụng lớn hơn, tốt hơn để mình cho người khác. Thành ra mình tập từ từ. Những cái gì mình thấy bây giờ mình không còn sử dụng được nữa, nhưng mà đều có cái người ta đang cần. Những cái này nó cũng còn tốt, cũng còn xài được, cho người ta. Mình tập từ từ thì mai mốt mình có hai cái mình mới dám cho một cái. Chứ còn cái đồ cũ mình không dám cho, còn cái áo mình mới mua, mình mua hai cái, giờ thấy bạn mình nó khổ quán cận cái, nhà nó bị ăn trộm người kia hết, giờ nó không có đồ đạc sử dụng, mình mới dám cho một cái mình đang sử dụng đó. Nhưng mà giờ mình thấy người kia khổ hơn mình mới san sẻ, mình dám bố thí cho người kia một cái. Là lúc đó là mình đỡ rồi đó, có tiến bộ rồi đó. Cái sự dính mắc, cái tham nhiễm, tham đắm của mình nó bớt xuống một chút rồi đó. Mai mốt là cái mình đang sử dụng mà giờ mình thấy người kia khổ quá, nếu mà không có là họ chết. Bây giờ có một viên thuốc nè, mình cũng đang bệnh á,
nhưng mà mình bệnh nhẹ hết. À, nếu mà mình không uống viên thuốc này mình không chết, nhưng mà cái người kia nếu mà không có uống viên thuốc này, người kia sẽ chết, sẽ mất mạng. À, hay là hoặc là bây giờ á, nếu mà họ không có viên thuốc này thì cái sự đau đớn của họ nó khốc liệt, họ quằn quại, họ rên xiết, họ đau đớn dữ lắm. À, mình có viên thuốc này mình dán cho, lúc đó là cũng tương đối là à coi như là cũng là bố thí bờ bờ trên rồi đó. À, chỉ chưa nói là được tới bờ cao thượng, thấy không? À, bờ bên bờ trên. À, đó thì mình cứ cứ đi từng bước, mình cứ từng bước để mình giảm thiểu những cái phiền não. À, còn bây giờ mà nếu mà mình à, thành ra Đức Phật nói cái xả ly đó, nó có hai: thân xả ly và tâm xả ly. À, cái thân xả ly là sao? Mình xuất gia, à, mình không còn ở trong cái thế tục trong gia đình, à, để mình có cái điều kiện để mình à, tu hành, à, thực hành giáo pháp nó tương đối nó thuận lợi hơn. À, nhưng mà nếu mà bây giờ á, cái thân mình xả ly nhưng mà cái tâm mình không xả ly, à, thành ra các vị mà trưởng lão á, nhiều khi các ngài cũng nhắc nhở đó, coi chừng bỏ cái nhà nhỏ mà lấy cái nhà lớn. À, chê ở ngoài gia đình công việc bận rộn, nhưng mà công việc bận rộn ngoài gia đình nó ít hơn. À, vô chùa cái công việc nó bận rộn nhiều hơn nữa. À, thành ra đó, cái sự tu tập ở đây không phải là cái người cư sĩ không tu được, à, mà phải hình thức cái người xuất gia. À, tu tập ở đây từng bước mà mình sửa đổi những cái phiền não ở trong nội tâm mình. À, cứ mỗi ngày, à, từng bước. À, bây giờ mỗi ngày là à, cái tập mình á, à, ai mà đụng tới là mình nổi sân liền. À, bây giờ ráng kèm chế xuống. À, bữa nay tự nguyện tôi ráng tôi giữ. À, dù cho có bị ai chọc ghẹo, bị cái gì đi chăng nữa, tôi ráng tôi nguyện giữ cái tâm tôi không sân hận trong một buổi. À, mình thử nguyện vậy đi, rồi mình ráng mình giữ, mình kiểm soát mình trong một buổi. À, từ một buổi được mà mình nguyện một ngày. À, vậy đó, mình tu từ 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 từ. Bây giờ mới đầu mình ngồi thiền một tiếng hồ sao nổi, giờ mình tập. À, ngồi 15 phút thôi, ngồi 15 phút, rồi đứng dậy đi 15 phút, rồi ngồi 15 phút, cứ vậy từ 15 phút mình ráng mình kềm chế. À, mình ngồi rồi bắt đầu từ 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 từ. À, thì nó à, lâu dần thì nó sẽ nha. Hồi đó giờ mình bị cái thói quen ha, cái thói quen cái nhiễm đắm. À, thành ra bây giờ nếu mà có một cái sự mà đổi khác đó là mình sợ. À, hồi đó giờ mình ăn ngày ba bữa ăn rồi, giờ mình ăn ngày giảm thiểu rồi ăn ngày hai bữa là sợ rồi đó. Không, hồi đó giờ mình sống mình quen lo lắng cho người khác rồi, mà giờ mà mình không có ai để mình lo lắng, mình cảm thấy nó buồn chán, thấy không? Cho nên á, cái khi mà mới cái kết hôn mà lần đầu tiên á thì đổ thừa. À, hồi đó tôi đâu muốn lập gia đình đâu, tại cha mẹ tôi á, tại ba má tôi, tại cái này người kia rồi kia nọ tôi mới lập gia đình. Lập gia đình bây giờ có gia đình khổ quá. Nhưng mà cái ông chồng
hay là bà vợ mới vừa qua đời vài ba tháng năm là bắt đầu có người mới rồi, có người khác rồi. Tại sao? Giống như ở ở trong cái bài học hôm nay đó. Tại vì khi mà mình sống mà mình không có những ai mà thân cận, kệ cận là nó buồn. À, sống một mình sao thấy nó trống vắng quá. Phải phải có người này để mình lo cho người này, rồi người này ấy rồi kia nọ nó mới vui. Đó. Thành ra mình sợ. Mình sợ cái nó thay đổi, nó khác thường. Nè. Chính vì cái sợ này mà mình giống như cái con chim con vậy đó. Nó cứ sợ, nó thấy trời cao cao rộng quá, nó sợ. Nó sợ, chắc sợ mình bay không nổi. À, sợ thế này, sợ thế kia. Sợ thì sao? Nằm chết khô trong cái tổ. Tại vì chim cha chim mẹ nó nuôi thời gian thôi chứ đâu nó ở đó nó nuôi hoài. À. Rồi. Thành ra mình phải can đảm lên. Mình thử. Bây giờ mình chưa bước xuống sông mà mình sợ lạnh là cái gì? À, mình sợ bơi không nổi là cái gì? À, mình phải can đảm. Bước xuống đi. À, coi nó lạnh cỡ nào. À, thử bơi một chút. Cái dòng bơi cập theo mé bờ thôi. Còn cái sức mình cỡ nào. À, còn mình cứ đứng ở bên này. Mình gian giái cầu nguyện. Thì cái bờ bên kia nó không thể nào mà nó tiến qua bên này để cho mình bước qua hết. À, thành ra đó, chúng ta phải vượt qua tất cả những cái nỗi sợ hãi. Thành ra hồi đó sư đọc một cái câu danh ngôn cũng rất là hay. Ở trên đời này á, có một cái điều tệ hại hơn thất bại là không dám thực hiện. À, khi mà mình làm mình thất bại thì mình sẽ rút ra được những cái kinh nghiệm, nó là cái bài học. À, bây giờ mình thấy người ta làm bánh hay quá mà mình cứ sợ hoài, làm sao mình biết làm. Thôi kệ, bây giờ mình cũng tập, mua bột, mua đường, mua cái này cái kia về mình làm. À, mình làm. Tất nhiên là cái lần đầu tiên thì nó phải thất bại đó. À, cái bánh nó không có nở, rồi nó không có ấy, có thể nó bị khét, bị dòng kia nọ gì đó. Nhưng mà mình biết sao? À, do đâu? Do mình ấy nước ít quá, hay là do mình để cái thời gian cho cái chờ cái bột nó nổi lên là chưa đủ. À, mình để cái lò nó nóng quá. À, khi mình làm như vậy thì mình sẽ rút được những cái kinh nghiệm, à, để lần sau mình sẽ làm, à, nó tốt hơn. À, giống như hồi cô mới về vậy, mới về làm dâu, nấu cơm cho bên gia đình bên chồng, làm dâu nấu cơm cho bà má chồng, người mấy người em chồng, cô cũng sợ gần chết như vậy. À, nhưng mà sao? Rồi mình cũng rút kinh nghiệm. À, bữa nay mình nấu nó hơi khô thì mai mình thêm nước một chút. À, bữa nay mình nấu nó hơi nhão thì bữa nay mai mình đổ nước ít lại một chút. Từ 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 rồi nó quen. À, đó. Chứ còn mà mình cứ sợ hoài là mình không nấu được. Đó, là cái gì cũng vậy. À, giống như hồi mình còn nhỏ, những bước đi chập chững đầu đời, à, cha mẹ phải dìu dắt. Nhưng mà lâu lâu rồi mình phải tự lập, mình phải tự đứng lên. À, mình đứng lên rồi cũng té nữa chứ, đúng không? Té lên té xuống, nhưng mà mình mạnh dạn lần hồi mình mới đi được. Hay là tập đi xe đạp vậy, trời đất ơi, mấy lần đầu tiên hả, té cho nó bầm đầu gối, à, chảy máu, à, trầy tay, trầy chân đủ thứ. Nhưng mà ráng. Mà tại sao mà người ta cũng như mình, à, hồi xưa tập đi xe đạp á cũng vậy á, à, té lên té xuống, xẻ tay,
tay chân đủ thứ hết. Nhưng mà mình tức, tại sao mà người ta đạp được mà sao mình cứ đạp mình cứ té hoài nha. Tại sao? Tập riết à. Bây giờ cái mình mới suy nghĩ à, do hai cái là mình á, mình tại vì mình cố gắng mình đạp quá, mình lo mình đạp dưới mình quên ngay à, cái bắt đầu lên cái dốc à, lên cái dốc cao. Bây giờ thả dốc xuống là mình chỉ có cái mình giữ thăng bằng thôi à, mình không có đạp à, mình chỉ kèm chế mình giữ cái thăng bằng sao mà cho nó thăng bằng á, thì mình không có bị té à. Đó thì mình tập từ từ à, cứ vậy à, cứ đưa đẩy cái xe lên tới trên dốc cái thả xuống, cái mình lấy kèm từ từ á, tân hôi mình chạy được. Còn mình tập bơi vậy, mới đầu mấy thằng bạn nó suối cho chuồn cắn lúng rồi hiểu không? Trời ơi, tập quay tổng được thì mình mới suy nghĩ bây giờ làm sao mà mình giữ mình nổi thăng bằng ở trong nước là mình sẽ bơi được hả? Chúng gì hết mà không ai chỉ cho mình cái cách đó à. Thì bữa đó cũng đi tắm xong cái bây giờ mới lại cái chỗ mà nó vừa à, khoảng nước nó tới ngực mình thôi thì bắt đầu tập à. Thì Sương mới để ý mấy cái lúc mà cái con ếch ở nhà mua đem về đó, thì mình thấy cái con ếch mà sao mà nó nổi được, thả nó xuống á thì hai cái chân nó đạp nhẹ để nó giữ thăng bằng nó trong nước à. Thì mình cũng học nó cái bắt đầu cái tập đạp hai chân quạt. Thì bắt đầu mình thấy à, thì mình giữ được thăng bằng trong nước là mình bơi được à. À cái mình tập trước giữ thăng bằng được rồi bơi à, tự mình tìm cách à, mình khi mình hiểu biết được thì mình sẽ làm được. Thì cái vấn đề tu này cũng vậy, chứ không biết nói cái gì hết, nó khác gì à. Bây giờ làm sao à, để mà mình có một cái tâm trí à, sáng suốt là sao? Bây giờ mình phải loại trừ dần những cái phiền não à, những cái tham muốn à. Khi mà mình cố gắng mỗi ngày mình vượt thoát nó một chút, mỗi ngày mình làm suy yếu nó một chút, mỗi ngày mình thoát ra sự kềm chế à, của phiền não một chút à, thì mình sẽ thoát ra. Còn không á, cứ giống như con tầm, quý vị thấy người ta nuôi tầm để mà người ta lấy tơ đó, bình thường ở ngoài là nó phải tự đi kiếm ăn, nhưng mà vì người ta nuôi nó quen rồi, phải không, lá dâu về rửa sạch rồi sắc ra đổ lên những cái nâm cái kén cái đó nó à, chứ mà lá dâu mà về mà hái về rồi mà để nguyên lá mà thải vô nó không ăn à, nó được cái phiền não của mình á, nó giống vậy á, nó cứ được nuông chiều à, được nuông chiều riết á, thì nó càng ngày nó càng lấn tới à. Còn hả, mình tập cho nó bây giờ á, dâu tao hái về rồi á, thảy vô đó mày ăn mày chết mày ráng chịu. Tại vì sao? Mình sợ nó chết rồi mình thất thu, cho nên hả, nó không ăn á, phải đi sắt để đổ vô cho nó ăn đó. Thì nên nó quen cái thói rồi à. Thì phiền não cũng vậy, bây giờ mỗi ngày mình tập à, mình thoát ra một chút à. Thì giờ Đức Phật nói mình giảm thiểu được chút một chút thì mình sẽ được an vui một chút à, mình giảm thiểu được nhiều thì mình sẽ được an vui nhiều, mà mình đoạn trừ chấm dứt hoàn toàn thì mình sẽ được hạnh phúc an lạc giải thoát hoàn toàn đó. Cứ tập từng bước à, mỗi ngày tập một chút
mỗi ngày tập một chút thì chúng ta sẽ có được những cái thành quả tốt đẹp. Chúng cần phải cộng phần phải xuất gia cạo đầu, rồi cũng phải vô chùa rồi kia nọ mới tu. Thành ra với cái sự thắc mắc của Như Quỳnh thì sư cũng xin giải đáp chia sẻ với cô Thô Điều. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Dạ, sa thú có thành kính, đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy cho con cách mình tu tập từ từ. Dạ, con rất là tri ân sư. Dạ, con ngồi con nghe sư giảng thì con thấy con đã tập được chút như sư giảng như vậy thì con đã tập được chút chút. Dạ, cảm ơn chị Meta cho Nhục Bình biết được tín hiệu. Dạ, bây giờ thì Nhục Bình kính mời đạo tràng. Dạ, có thể chị Meta có câu hỏi không chị Meta? Nhà Chích Trần Đạo, Xích Kim và những vị trong đạo tràng, vị có câu hỏi thì cứ việc đưa bàn tay lên xin nhường mic ạ. Xích Hiền Hòa, nhà hình như lúc nãy Xích Hiền Hòa không nghe được chạy ra, bây giờ chạy vào rồi. Dạ, kính mời quý vị có thể đưa bàn tay lên. Chị Meta có câu hỏi không chị Meta? Dạ, con chưa thấy bàn tay ai mà con để sư dùng nước nghỉ ngơi trong chốc lát đó. Dạ, con xin kể chuyện con tập mà con tập thở bát đó Phật sư. Lúc đó con mới dạ xuất hiện và mới về đứt nét hả? Dạ, chị Meta có trước máy không chị Meta? Chị Meta có trước máy không? Có thể đỡ mất dùm Nhật Bình chút được không chị Meta? Dạ, kính cảm ơn chị nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sàng Kha Giá. Dạ, con cũng không có câu hỏi gì, nhưng mà qua cái lời giải đáp của sư về câu hỏi của cô Nhật Bình á, thì theo con nắm ra được những cái điều mà chánh hiếu sư đã giảng dạy, đó là từ đây về sau con bỏ đi, cố gắng bỏ cái tâm sợ hãi và tu tập bằng cách là quán lại cái thân mình, coi những cái gì mình chưa làm được thì mình cố gắng, mình bổ sung và mình sửa lại từ từ cái tâm của mình. Đồng thời mình phải nỗ lực tu tập thì mới mong có được sự tiến hóa. Và con nghĩ lại là qua cái thời gian 70 mấy năm mà con hiện hữu trên cõi đời này, từ lúc mà con biết cấp sách tới trường để mà học tập thì mãi cho đến bây giờ đã cuối đời rồi, con cái thân ngũ uẩn của con chắc nó cũng gần hoại diệt rồi, thì con thấy là tất cả những cái gì cũng như sư nói là phải cố gắng, phải tập từ từ, rồi đồng thời phải nỗ lực, cứ tập từ từ rồi nỗ lực, cái gì cũng vậy thì mới đi đến cái thành công, rồi mới có được cái kết quả. Thì con thấy đúng là phàm phu tục tử của chúng con đó, bước vào cái con đường mà lập gia đình, rồi con đã thấy là trải qua không biết bao nhiêu là cái khổ,
Khi mà mới lập gia đình thì ai cũng muốn có hạnh phúc. Thì để có được cái hạnh phúc đó thì nó cũng trải qua không biết bao nhiêu là cái khổ, phải này phải kia, rồi có con có cái, rồi phải khổ, phải lo con lo cái, rồi phải có bổn phận đối với thân bằng quyến thuộc, cha mẹ bên mình, cha mẹ bên chồng, rồi bà con bên mình, bà con bên chồng, rồi sanh con sanh cái thì phải lo bổn phận với con, rồi khi con còn nhỏ thì khổ theo nhỏ, khi lớn lên thì khổ theo lớn, phải lo cho nó ăn học, phải lo điều này điều kia, rồi đối với chồng, rồi chồng đối với vợ sao, thì con thấy là trải qua không biết bao nhiêu là cái khổ. Thì ai cũng mong được thoát khổ. Thì như sư đã nói thì phải tu tập dần dần và phải bỏ đi cái sợ hãi đi. Đừng có sợ, cứ phải tập và phải thực hành. Đúng là phải thực hành. Rồi phải có với cái tâm là phải nỗ lực, phải tinh tấn để bổ sung những cái gì mà mình chưa làm được. Và gì mà Phật đã dạy chúng con là người cư sĩ thì 10 điều thập thiện nó phải lúc nào cũng phải để trong đầu và cũng phải từng cơ hội nếu có điều kiện hoặc chưa thì cũng phải cố gắng tạo điều kiện để mà thực hiện theo cái 10 điều thập thiện đó, thì mới mong là có thể thoát khổ. Và con hiểu như vậy không biết có đúng không? Xin thôi con cũng xin nhường mic lại cho cô Nhật Quỳnh và xin sư cũng cho con biết coi những điều con suy nghĩ như vậy thì con có thực hành được như cái lời sư đã giảng dạy hay không. Dạ thôi con cũng xin trả mic lại cho đạo tràng. Dạ không biết cô Nhật Quỳnh có trước máy chưa. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Gà Giá. Trong đời sống á, có nhiều khi vì cái tưởng của chúng ta nó dễ dời ra, rồi mình sợ. Thì hồi năm 2013 sư qua sư nhập hạ ở bên trường thiền ở bên Miến Điện. Thì năm đó, đó có một cái vị sư trẻ, ông sư này ông qua ông xuất gia gieo duyên 3 tháng. Ủa gì biết không? Bị gì hồi đó là con trai út mà ở trong gia đình đó, rất là cưng chiều, cho nên là tới lớn vậy đó mà ổng không có dám ngủ riêng một mình. Ổng sợ má dữ lắm. Ổng cứ lớn rồi nhưng mà ngủ ở cái giường kế bên cái giường bà mẹ, chứ ổng có dám mà ngủ một riêng một mình. Rồi cái ổng cũng nghe nói hành thiền rồi kia, ổng cũng ham đi qua tu gieo duyên. Thì khi mà xuất gia rồi thì phải ở riêng một mình, bắt buộc điều kiện là buộc phải ở riêng mình chứ không ngủ chung ngay á. Ổng sợ ma dữ lắm, thành ra tối á là không bao giờ mà ổng dám mà đi ra ngoài nhà vệ sinh.
19-20 tuổi vậy đó mà còn sợ ma. Rồi bữa đó ổng mới kể lại bữa ngồi nghe ổng kể cười cũng chết luôn. Ổng tối đó không biết ổng qua bên đó là ăn cái thức ăn nó thường thường thì nó không có phù hợp. Tối đó bắt đầu 12 giờ khuya, 1 giờ khuya rồi ổng đau bụng quá trời đau bụng. Bởi vì biết là ở bên Miến Điện thì điện đốn rồi đó, đâu phải mà có được mà thường xuyên. Cái trường thiền mà hả, bắt đầu phải 9 giờ, 10 giờ rồi đó, là có nhiều khi mà không có cái điện điện lưới đó, là người ta tắt máy đèn. Thành ra ở trong trong tầng xá đó là nó tối thui nên. Mà bây giờ ổng đau bụng quá trời đau rồi, bây giờ ổng không còn chịu nổi nữa. Bây giờ mà không đi, không mà chạy ra ngoài toilet là coi như là không được. Cho nên là ổng nói bây giờ đó, kệ không, bây giờ nếu mà ra mà có gặp con ma là mình chọi vô mặt nó vậy chứ bây giờ chịu cũng nổi rồi. Thì cuối cùng á là chính nhờ vượt qua cái nỗi sợ hãi đó mà ổng đi giải quyết cái vấn đề mà bức bách của cái cơ thể mình. Thành ra đó, có đôi lúc cái sợ hãi này do cái tưởng của mình vẽ ra. Mình tự vẽ dời ra, mình tự vẽ ra con ma rồi mình sợ, mình tự vẽ ra con rắn rồi mình sợ. Mình thấy cái gì đó rồi vậy đó. Thành ra đó, có đôi lúc mình phải vượt qua chính mình bằng cái sợ hãi đó, thì mình mới có cái được cái sự nỗ lực tu tập. Chứ còn không thôi mình cứ sợ hoài là mình cứ dậm chân tại chỗ, mình đứng lại một chỗ hoài, mình không có sự tiến bộ. Và cũng xin trả lời cái thắc mắc của cô hay là của cái gì đây, bạch sư cho con xin hỏi, có phải khi mình biết tu tập thì nghiệp cũ lời sẽ lần lượt ập về phải không? Thì nói chung á là cái nghiệp á không phải mình tu mà nó tới nó đòi. Bây giờ á mình ở ngoài đời á, mình sống trong thế gian á, thì đến lúc mà nó trổ quả nó cũng đến. Nó cũng đòi chứ. Đâu phải là mình tu nó mới đòi, mà không tu nó không đòi đâu. Nhưng mà sao? Tại vì mình không tu đó, mình không thấy được. Ví dụ bây giờ ở ngoài đời, ở sống trong gia đình đó, nhiều khi mình cũng đau, cũng tê, cũng nhức vậy. Nhưng mà lúc đó đó, tại vì mình mê mẩn, mình coi phim, rồi cái bắt đầu mình quên đi cái đau, cái tê. Tại vì lúc đó cái tâm mình hút vô trong cái ngoại cảnh, mình đắm nhiễm, mình chú tâm vào cái tình tiết của cái phim nó quá mạnh, cho nên mình không có thấy. Hay là quý vị thấy không, có những người họ mê cờ bạc, họ ngồi họ đánh bài suốt cả đêm vậy. Họ đánh nổi, nhưng mà bắt đầu mà kêu mà họ ngồi thiền cái chừng tiếng họ ngồi không nổi. Tại sao? Tại vì họ không ham thích trong cái sự tu tập, cho nên là bắt họ mà ngồi mà quan sát cái tâm, theo dõi hơi thở vô thở ra là không chịu. Họ chán, cho nên là họ nói là ngồi không nổi. Nhưng mà cái thú vui của họ trong cái tò đỏ đen á, nó hút vào trong đó, thì họ ngồi suốt một đêm họ ngồi cũng nổi nữa. Cho nên đó là gì á, cái phiền não nó che án. Lúc đó cái những cái nghiệp báo á, nó đến, cái khổ đau nó đến á, nhưng mà vì cái tâm mình không có sự tu tập thì mình không thấy được. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta quay lại vào chính mình. Có những lúc những cái khổ, những cái đau, những nghiệp chướng nó đến, rồi mình quan sát, mình thấy nó, rồi mình nói là người tu thì cái nghiệp nó đến, chứ sự thật ra không có.
mình không tu, đến lúc cái nghiệp nó đến là nó cũng đến, à nó trổ quả là nó cũng 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 sanh khổ đau như thường. À nếu mà quả an vui thì nó cũng đem đến sự an vui tốt đẹp. À, thành ra đó, khi mà cái người mà biết nắm vô cục lửa nó sẽ hỏng tay. À nhưng mà vì sự bắt buộc người này bóc thì nó cũng cũng bị phỏng vậy. Cái người kia, à cái đứa bé nó không biết, nó chưa biết là đụng vô lửa là sẽ phỏng tay. À nó chụp vô cục than thì nó cũng bị phỏng tay. À thành ra cái nhân quả, nhân đã gieo đến lúc nó cho quả. Cái người biết thì nó cũng cũng cho quả, mà cái người không biết nó cũng cho quả. Nhưng mà ở thế gian á, người ta có nhiều khi người ta hiểu sai lầm, người ta nói không biết không có tội. À cho nên là có nhiều người á, họ không có dám thọ trì cái ngũ giới. À họ nói là nếu mà mình không có thọ trì á, à mình không biết á, mình không có tội. À mình không biết cái là sát sanh á, à, có tội thì mình đi câu cá rồi đi bắt cua bắt ốc rồi nó không có tội. À còn à, nếu mà mình thọ trì ngũ giới á, mình giữ gìn giới sát sanh rồi á, thì mình đi bắt cua bắt ốc rồi có tội, mình lấy của người ta là có tội, còn mình không biết không có tội. À, cái đó là cái hiểu sai. Cái người luật sư khi mà hiểu thông luật nhưng phạm luật, và cái người mà hồi đó giờ không có học luật viết gì hết, hai người này phạm tội như nhau, nhưng mà nó khác chăng là cái tình tiết, cái người cố ý và cái người không cố ý. À nó có thể giảm nhẹ do cái tình tiết, chứ còn á hả, nếu mà cái người mà luật sư mà giết người với cái người mà không có biết luật gì hết giết người, hai người cũng đồng tội như nhau. Chứ không phải cái người mà họ nói là biết luật mà phạm luật thì tội nặng hơn, không phải. À do cái hành động của anh á, à cố ý hay là hoặc là ngộ sát mà cái tội, cái tình tiết nó tăng nhẹ hoặc là nặng vậy thôi. Nếu mà anh biết luật mà anh chủ mưu rồi anh cố sát thì cũng giống như nhau thôi. À, anh biết luật mà anh không chịu hiểu biết để ngăn chặn cái hành động của mình, à, thì cũng giống như cái người kia không biết gì mà cố sát, à, dự mưu đâu đó là cố sát người ta, thì cũng hai cái cũng như nhau. À, thành ra đó, ở đây cái quan trọng là chúng ta hiểu biết về cái định luật nhân quả, để mình biết, để mình thấy, mình ráng nỗ lực tu tập. Chứ còn bây giờ á, mình có tu thì đến lúc cái quả nó trổ là nó cũng trổ, quả thiện nó cũng trổ mà quả bất thiện nó cũng trổ. Chứ không phải là cái người tu là cái quả nó trổ nhiều hơn. Nhưng mà khi mình tu đó, mình quay lại mình nhìn chính mình quan sát chính mình thì mình thấy quả nó nhiều hơn. Còn hồi kia, tại vì cái tâm mình nó chạy theo bên ngoài, à nó ra ngoài, nó theo trần cảnh, có nhiều khi mình không thấy được, thành ra à, người ta nói như vậy thôi. À, xin trả lời cái thắc mắc của gì đó. À, xin quan hỷ ha. Nó mua của thầy giá. Dạ bây giờ thì mời quý vị tiếp tục thảo luận tiếp ạ. À. Nam mô Bụt Thầy giá, và cũng còn khoảng 10 phút nữa. Dạ, sa thú, con thấy duyên là kính cảm ơn sư rồi. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, và một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhật Bình kính chào đạo tràng, lâu lắm rồi Từ Bi Hỷ Xã mới ghé chào rung. Nãy giờ chắc Từ Bi Hỷ Xã đã nghe những câu hỏi trong đạo tràng rồi phải không? Thì bây giờ có thể cầm mic không?
hỏi một câu không? Từ bi thị xã có thắc mắc gì không trong cái sự tu tập không? Cười cái gì? Lâu lắm rồi không có vào đoàn, cầm mic đi hỏi một câu đi, để cho Nhật Quỳnh được học. Nhật Quỳnh rất muốn nghe quý vị hỏi để Nhật Quỳnh được học lắm. Dạ, tại vì tuổi trẻ thì tài cao, già thì lụng bại, nên là tuổi trẻ mà hỏi thì Nhật Quỳnh học được nhiều. Giờ sao cầm mic không, nói đi, đặng cho Nhật Quỳnh đưa mic. Còn thấy Nhật Quỳnh dục suốt là nó bể rồi, mời Từ Bi thị xã nha. Trước hết con muốn hỏi cô nghe con không cô? Dạ, sau đây con kính lễ quý sư ông, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào quý cô chú và anh chị. Lâu lắm rồi con mới vô, con mới vô hôm nay con có một chút việc ở hơi nhỏ ha. Để con mở mượn lên, bây giờ nghe to chưa thưa cô? Hello, cô nghe con to chưa cô? Hello, hello, cô nghe con chưa? Hello, cô nghe con to chưa thưa cô? Chắc không có ai nghe con rồi, tôi còn leo xuống, không biết làm mic ở nghe thì. Dạ, lâu lắm rồi con mới được vào room, mà hồi nãy con vô thì con chỉ nghe cô Meta chia sẻ, rồi con nghe sư ông già trả lời cái câu của cô Christina, chứ con không có nghe được nhiều tại con mới vô. Nên con cũng không có biết hỏi gì. Cô kêu con lên thì con lên, chứ thực sự là con chưa có ý tưởng gì để hỏi hết. Con vô là để con gặp cái cô kia để con lo công việc. Dạ, con chỉ có vậy thôi. Nhưng mà theo con nghĩ đó, hồi nãy con nghe cô Meta chia sẻ về những cái khổ ở trong cuộc sống, giống như là từ lúc mình sinh con khổ cho tới là mình phải nuôi con, rồi phải khổ với chồng, rồi khổ với con, rồi phải lo bên gia đình chồng, phải lo bên gia đình của mình làm sao, rồi cho nên nó rất là khổ. Khi mà con nói nghe cô chia sẻ thì con nghĩ chứ nếu mà khổ như vậy là chắc là không dám lấy chồng. Nhưng mà ngược lại có một điều con nghĩ, nếu mà mình có một cái kiến thức đi vào cuộc sống, thí dụ như mình hiểu được cái sinh vật nam, cái cách của họ như thế nào, và mình hiểu luôn bản thân của mình, thế là mình cứ sống. Tại vì lỡ là mình đã sinh ra trong cuộc đời này là làm một con người thì mình phải sống cho trọn vẹn. Tu thì có thể là mình không có được tu được, mình chỉ tu theo nơi cái môi trường mình đang sống, mình tu bằng những cái gì mà bên cạnh mình, xung quanh mình. Thì thí dụ như là lỡ mà phải có những cái lấy chồng rồi phải lo, nếu mà mình có kiến thức một chút và mình chọn lựa một cái người mà cùng hiểu biết, cùng chia sẻ với mình, và mình phải xây dựng trong cái cuộc sống hôn nhân, thì con nghĩ là nó sẽ không có khổ dữ gì đâu. Và thực sự ra mình nghe nói là xây dựng cuộc sống hôn nhân ấy, thì có thể là nghe nó có vẻ dễ dàng, nhưng mà nó không dễ, mình phải tìm hiểu nhau một chút. Mà con nghĩ là cái đó là cái của con, nhưng mà theo cái cách nhìn của con thôi. Nhưng mà con vẫn nghe và tôn trọng những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm của các cô chú đi trước ấy, chỉ cho mình nghe, và từ đó mình sẽ học hỏi hơn và mình tìm cách để mình không thấy khổ. Để con nghĩ như vậy, lỡ sinh ra trong cuộc đời
thì có nghĩ là mình phải có cái cách để mình làm bớt khổ, và mình cũng trong cái cách sống đó thì mình cũng phải là tu tập những cái điều mà mình đã học được ở trong giáo lý của Đức Phật. Thì con nghĩ là vậy, theo là ý con vậy thôi. Con chỉ biết có bao nhiêu đó con chia sẻ thôi đó, con mời cô. Con thấy cũng hết giờ rồi đó cô, con mời cô nha cô. Cô Quỳnh. Dạ, con mời cô. Con kính tạm biệt quý sư ông, quý bà, quý cô tu nữ và quý cô chú anh. Dạ, sa thú kính cảm ơn từ bi hỷ xã. Dạ, cảm ơn chị Mata. Như Quỳnh mời từ bi hỷ xã lên chia sẻ. Dạ, đúng sai gì thì mọi người tự nhận biết ha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ con một lần nữa thành kính lãnh lễ chư tôn đức Như Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Mata, cảm ơn từ bi hỷ xã. Nhưng mà thực sự nha, từ bi hỷ xã nói dễ chứ làm dễ đâu từ bi hỷ xã. Mình sống làm sao thật sự Nhật Quỳnh trải qua kinh nghiệm cuộc đời rồi nha. Dạ, bản thân Nhật Quỳnh rồi xung quanh Nhật Quỳnh thân bằng quyến thuộc chị em rồi con cháu trai có gái có. Dạ, rồi Nhật Quỳnh thấy khổ lắm, khổ lắm từ bi hỷ xã ơi. Bởi vì mình chưa có thấy mình thí dụ như tới hoàn cảnh đó đi, mình nói Nhật Quỳnh hồi lúc còn trẻ trẻ đó nha. Nhật Quỳnh nha, tại vì mình ở Việt Nam mà hàng xóm láng giềng rất là gần nhau nên họ còn trẻ này. Trời ơi, gặp tôi đó nghe là không có gì đâu nghe. Nhưng mà tới hồi già rồi Nhật Quỳnh thấy trời ơi, gặp tôi còn tệ hơn vậy luôn á, chứ đừng nói không có. có rất nhiều câu hỏi mà không giỏi tiếng Việt câu hỏi không sao đâu. Duyên cứ kệ có gì mai mốt muốn nói gì PM cho Nhật Quỳnh đi, Nhật Quỳnh giúp thêm cho, dạ giúp thêm ý để hỏi ha. Nhật Quỳnh cứ PM cho Nhật Quỳnh giúp ý thêm để hỏi để có nhiều việc. Nhưng mà Quỳnh nói thật sự cuộc sống nó rất là khổ lắm, không thể nào mà nói. Càng ngày càng già Nhật Quỳnh càng thấy càng khổ. Có như hồi xưa đó con cứ nghe lúc mà con mới biết đạo Nam Truyền ấy nha, chứ con hồi ở bên con ở bên Bắc Truyền thì con không biết, con có nghe được lời giảng nên con không biết. Nhưng mà khi con mới qua mà Phật giáo Nam Truyền con nghe là già là khổ, sanh khổ, già khổ, chết khổ, đại khái vậy. Nhưng mà nghe già khổ mà con cũng đã từng nuôi mẹ già rồi, nhưng mà con cũng chưa có cảm nhận được cái khổ. Bây giờ con tới tuổi già rồi, con khắc khe người già nữa, con phải là xác nhận một điều Đức Phật nói không sai một ly. Già khổ lắm. Bởi con giờ mà con cháu con mà nói chúc bà ngoại bà nội sống 100 tuổi, con nói đừng chúc bà ngoại nha, đừng chúc bà ngoại bà nội mà sống 100 tuổi nha, mày sợ lắm. Mà hỏi tại sao vậy? Sao bà ngoại mà sợ đó? Trời ơi, tại vì mà sợ già lắm, mà sợ già khổ già lắm con ơi. Nhà con giờ mà ai mà chúc con mà sống 100 tuổi là con sợ, con run mình luôn. Đúng rồi đó, đúng rồi đó gì. Nên là con cảm nhận được lời Đức Phật nói. Hồi xưa con có biết, mà sau khi con vô trong những cái đạo tràng vậy con học thì con mới thấy trời ơi, Đức Phật dạy không sai một thời, không sai một ly chứ, không phải sao không sai một ly luôn. Dạ bây giờ thì con thấy hết giờ rồi, còn có một phút thôi. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ tạ ơn những giấc mộng đó rất là đúng ạ. Dạ cái này đúng là vậy đó. Nghiệp mình đã tạo rồi thì mình không
bỏ. Dạ sư cho con nói một câu nữa nghe sư. Nói một câu bữa nay hết mà con còn nhiều việc. Dạ ví dụ như câu hỏi của Duyên đó, con thấy hồi lúc con đi bên chùa bên thì con cũng nghe người ta nói vậy đó sư, nên nghe chắc để câu hỏi này là mai mốt sư tuần sau sư giảng này sư trả lời tiếp cho con nha. Dạ người ta nói là trời ơi hả, mình thì thôi mình tu là nợ nó theo nó đòi chịu không nổi, mặc cái áo tràng vô nhà nè chị thấy chị biết không, tôi mặc cái áo tràng này nè là coi như chị biết không, trời ơi hả nè, hụi nó giật nó này kia nó đủ thứ hết trơn hết trọi. Chị biết không, mặc áo tràng vô là nó khổ ơi là khổ, nở nó tới đòi. Nhưng mà bây giờ con qua đây con học thì con mới thấy rằng khi mà cái nghiệp ác mình nó trổ và tu không tu gì nó cũng đòi hết trơn á, và tới cái nghiệp ác trổ thì nó trổ thôi. Dạ nam mô Bụt Thầy, dạ con xin sám hối và kính mời đạo tràng kính mời đạo tràng cùng để Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uất tam ang ghe na văn đề hàng ba đà phật sum và ruột tam ang buốt thể vô kha li tô đô sơ buốt thô kham mà tu tăng mà mang con đem hết lòng thành kinh cúi đầu làm lễ vi trần với chân đức phật là đấng chi tôn chỉ thanh các tội lỗi mà con đã vô y phạm đến phật bảo. Cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ang ghe na văn đề hằng thẩm anh cha được vị thăng qua răng thẩm mê vô kha li tô đô sơ thẩm mô kham ma tu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ang ghe na văn đề hằng sang thanh cha được vị tho tam ang sang khê vô kha li tô đô sơ sang khô tham ma tu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh thượng tọa pháp thanh từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy, dạ và con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sằng Ga, dạ. Thì hôm nay chúng ta học cái bài này đó để chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy là trong thế gian này đó thì cái vui thì nó chỉ chút ít thôi, nhưng mà cái khổ nó rất nhiều. Chúng ta đừng có để cái tưởng của mình nó đánh lừa. Giống như cái câu chuyện mà cái người mà ngồi ăn một rổ ớt rồi than cay, cái người kia hỏi chứ ớt thì nó cay mà sao cứ ăn rồi than cay. Ông nói là sao? Hy vọng là cái rổ này, trong cái rổ này đó có một trái nó ngọt. Thành ra chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập, đừng có để cái tưởng của mình nó lừa mình rồi hy vọng hảo quyền. Kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay xin phúc chúc tỉnh quý Phật tử và tất cả quý vị trong đạo tràng. Bhava tu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba bhuta nuvave nasada sothi pavantu te. Bhava tu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba dhamma nuvave nasada sothi pavantu te. Bhava tu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba sangha nuvave nasada sothi pavantu te. Tất cả phước báo hành có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thượng thượng đến người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tâm hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thải. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy.
con xin sám hối với đạo tràng ạ. Ya ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụ ma ni qua ya ni và anh ta.